gọi tên lên bảng làm bài, thầy giáo có nước đi khiến học sinh khóc thét. Chắc chắn ai đã từng đi học cũng đã trải qua cảm giác bị gọi lên bảng để làm bài tập. Và đây là một trong số những cách mà thầy giáo hay dùng để tăng thêm độ hồi hộp cho game. Hôm nay là ngày bao nhiêu các em? Thôi, ngày mùng 8 thì gọi số 9, Trần Văn Trung làm câu 1. Rồi. Tiếp tục, câu số 2. Sau bạn Trung. Tôi định gọi Mạnh Cương nhưng mà thôi, Phạm Thị Thùy Dung. Câu số 2, Thùy Dung đâu? Đâu gương mặt Thùy Dung đâu? Rồi. Tiếp tục, câu số 3 là câu cuối cùng. Gọi bạn cuối cùng trong sổ điểm.